Theo CNN, bão Milton đã mạnh lên cấp 5 trong thang cảnh báo của Mỹ với sức gió tối đa 289 km/h, đã tấn công bờ biển phía đông Mexico hôm qua ngày 7 tháng 10, gây ra những cơn sóng lớn và gió giật mạnh, đặc biệt tại bán đảo Yucatan. Với sức gió mạnh, bão Milton mang theo những đợt sóng cao đến 1,8 mét, đe dọa gây lũ quét tại các khu vực ven biển. Dự báo sức gió mạnh nhất khi bão đổ bộ vào Mỹ trong ngày 9 tháng 10 có thể lên tới 230 km/h, nguy cơ gây thiệt hại thảm khốc ngay cả với những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, gây mất điện, mất nước trong vài ngày đến vài tuần sau khi bão đi qua. Bão Milton cũng gây chú ý bởi đường đi rất bất thường khi bão đổ bộ vào Florida từ phía Tây. Kể từ năm 1850, chỉ có hai cơn bão có quỹ đạo tương tự. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Đại Tây Dương có 3 cơn bão sau tháng 9, gồm Tiết, Leslie và Milton. Trước diễn biến phức tạp của bão Milton, thị trưởng Tampa Jen Caster đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi thành phố trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Theo ước tính, thành phố Tampa có dân số hơn 3,3 triệu người. Cùng với lệnh di tản của chính quyền địa phương, các tuyến đường cao tốc gần Tampa luôn trong tình trạng kẹt cứng khi người dân di chuyển lên phía bắc Florida để tránh bão. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Hilbert, hai tuyến cao tốc liên bang 75 và 275 bị ùn tắc nghiêm trọng, kêu gọi người dân bình tĩnh cũng như giữ an toàn cho bản thân trong quá trình di tản. Bang Florida có khả năng ban bố lệnh sơ tán trên diện rộng. Hiện tại có 15 triệu người sống trong vùng cảnh báo lũ lụt và 11 triệu người có nguy cơ gặp lốc xoáy trong 2 ngày, 8 tháng 10 và 9 tháng 10. Rủi ro lớn nhất từ bão Milton là nước dâng cao do bão, mặc dù chưa xác định rõ địa điểm tâm bão sẽ đổ bộ. Một số khu vực nằm ở phía nam của tâm bão có thể chìm trong nước cao từ 2,5 đến 3,6 mét.